Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp: "Ba ơi, con không phạm tội này." Nói lời sau cùng trong vụ sai phạm hoán đổi đất vàng 185 Hai Bà Trưng. Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp khẳng định bị oan và xin hội đồng xét xử nhắn lời tới ba của bị cáo. Ngày 7 tháng 10, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo Dương Thị Bạch Diệp, 74 tuổi, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bất động sản Diệp Bạch Dương, Nguyễn Thành Tài, 70 tuổi, cựu Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và đồng phạm trong vụ sai phạm hoán đổi đất vàng 185 Hai Bà Trưng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, gây thiệt hại của nhà nước 186 tỷ đồng. Sau khi kết thúc phần tranh luận, trước khi hội đồng xét xử nghị án, các bị cáo được phép nói lời sau cùng. Bị cáo Nguyễn Thành Tài kháng cáo xin miễn trách nhiệm hình sự vì quá trình hoán đổi tài sản 57 Cao Thắng và 185 Hai Bà Trưng đều báo cáo cấp trên và chỉ ký thay. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát vẫn khẳng định, án sơ thẩm tuyên bị cáo 5 năm tù khi thiếu trách nhiệm ký chấp thuận hoán đổi tài sản, gây thiệt hại nhà nước là đúng tội và bác kháng cáo. Là bị cáo đầu tiên nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Thành Tài trình bày không chối bỏ, né tránh trách nhiệm. Bị cáo năm nay hơn 70 tuổi và đây là bản án hết sức nặng nề. Bị cáo với tư cách của một người lính đi qua cuộc chiến tranh khốc liệt, khủng khiếp nhất, quá trình công tác chưa bao giờ bị đánh giá là thiếu trách nhiệm, là một kẻ quay đầu. Sau khi nghỉ hưu, thay vì nghỉ ngơi, bị cáo đã đi giảng dạy hơn 8 năm 6 tháng để thực hiện công việc yêu thích và mong muốn gần gũi đội ngũ cán bộ. Gần 4 năm bị giam, bị cáo luôn suy nghĩ về thăng trầm, kiểm điểm lại những sai sót của mình. Tôi rất thành khẩn để sửa đổi, mong hội đồng xét xử xem xét công tâm để đưa ra phán quyết sau cùng. Tôi không kêu than, trách móc và sẽ chấp nhận với phán quyết sau cùng, bị cáo Nguyễn Thành Tài nói. Hai bị cáo, Nguyễn Thành Trung, 68 tuổi, cựu Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Thanh Nhàn, 69 tuổi, cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, trình bày mong hội đồng xét xử xem xét, cân nhắc lại mức án hành vi phạm tội của hai bị cáo. Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp kháng cáo kêu oan khi bị cấp sơ thẩm tuyên phạt mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng, đã thế chấp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Agribank, chưa được giải chấp, để lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng rồi chiếm đoạt, gây thiệt hại 186 tỷ đồng. Căn cứ vào chữ ký của bị cáo trên các hợp đồng, biên bản làm việc với Agribank đã được giám định chữ ký, Viện Kiểm sát đã bác toàn bộ kháng cáo của bị cáo. Là người cuối cùng nói lời sau cùng, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp trình bày, bị cáo đã gần 80 tuổi, hiểu rất rõ mình bị kết tội gì và các luật sư đã bào chữa cho bị cáo vì sự đúng đắn. Tôi bị oan, tôi bị hãm hại, bị trả thù. Tôi biết rằng đừng hy vọng cuộc sống này hết bất công. Tôi ra tòa một mình và không còn hy vọng gặp lại người ba đang mong ngóng tôi từng ngày. Không còn hy vọng được sống với con cháu tôi, bị cáo Diệp nói. Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp trình bày, trước sau gì vụ án này cũng phơi bày sự thật. Bị cáo chỉ muốn làm điều tốt, điều có lợi cho nhà nước nhưng tất cả đã xảy ra ngoài sự mong muốn. Công lao lao động chân chính của cả công ty, cá nhân và gia đình bị cáo suốt mấy chục năm qua đã bị hủy hoại trong sự đau đớn của bị cáo. Tôi xin hội đồng xét xử cho tôi gửi lời tới ba tôi. Ba ơi, con không phạm tội này. Ba hiểu cho con, bị cáo Diệp nói. Theo dự kiến, 15 giờ 30 ngày 7 tháng 10, hội đồng xét xử sẽ tuyên án phúc thẩm bị cáo Diệp Bạch Dương và đồng phạm trong sai phạm hoán đổi đất vàng 185 Hai Bà Trưng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh,